ghê luôn á. Tự nhiên là hổm rày tự nhiên xuất hiện đâu tiên qua, nói là ô nhiễm môi trường rồi cái gì cây cối chết ngắt, rồi xuất hiện thêm cái ông Hà Bá nữa, người thú quắc à, leo lên đây nói là quăng rác xuống sông cũng là bảo vệ môi trường, rồi người nào cũng kêu tôi phải giúp một tay á, tìm cách nào để cứu. Tôi thì quanh năm suốt tháng đất ruộng, kêu tôi trồng cây còn dễ hơn, kêu tôi nuôi cá còn dễ hơn, tự nhiên bảo vệ môi trường một mình sao mà làm cho được. Khổ ghê, giờ phải tìm cách nào để giúp mọi người đây. Người ta phân ô nhiễm môi trường ra thành ba dạng cơ bản. Một là môi trường đất, hai môi trường nước, ba ô nhiễm môi trường khí quyển và các loại ô nhiễm khác. Ôi, mệt quá. Trời ơi, trời. Ngủ khỏe hơn. Tại sao mỗi lần mình nghe ai nói về môi nó đều đẹp quá. Chẳng hạn như môi hồng, ôi dễ thương quá. Môi son, ôi đẹp quá. Môi trề, hơi xấu, nhưng cũng còn chấp nhận được. Còn môi trường, rùng mình quá. Tỉnh lại. Ông là ai? Sao tự nhiên vô nhà tôi vậy? Nhìn ta mà không biết ta là ai à? Không. Ta là... Khùng. Gì vô vậy? Duyên tự nhiên vô nhà ta mặc nguyên bộ đồ đen, trời ơi, kim tiến nữa có nơ nữa cái đầu à, quá trang đẹp ghê. Hỗn lao nên hỗn lao gì, vô duyên đêm hôm tự nhiên chui vô nhà tôi làm gì, không có gì trong nhà nha, không có gì đâu, thấy nhà không, nhà không có gì hết, đi chỗ khác nha, kêu công an bắt ông bây giờ á. Ngươi có biết ta là ai không? Là ai? Trời ơi, ngươi nhìn ta mà ngươi không nhận ta là ai à? Trời ơi, vậy là thần chết rồi. Thần phải chết rồi, trời ơi. Vô duyên. Thì thần phải chết rồi, là gì ông nội? Trời ơi, ta là... Là ai? Ta là thần chết. Cười rồi hết hơi chết giờ á. Vô duyên. Ông không có chứng minh được gì ông là thần chết á. Tự nhiên mặc nguyên bộ đồ thần chết là nói thần chết. Ngươi không tin phải không? Sao tôi tin được? Được rồi, ngươi hãy xem phép thuật của ta thì ngươi mới biết được rằng ta có thật sự là thần chết hay không. Ông có phép thuật nữa hả? Dĩ nhiên là phải có. Ngươi phải nhìn bàn tay của ta đi. Rồi. Hỡi lửa diêm vương, hãy đến đây quả thiêu người đi, quả thiêu người đi. Sao nóng rồi phải không, đốt cháy người rồi phải không? Đâu có thấy gì đâu.
dưới chân ông có khói à? Ôi giời ơi, chẳng lẽ ta lại tự đốt ta? À không, người dám hút thuốc quăng tàn tàn ra đây hả? Không chịu dụi, nó cháy chỗ này thì sao? Cô phép thật trời ơi. Thôi đi ra nha, ra khỏi nhà tôi nha. Ngươi đi đó, ta sẽ chứng tỏ cho nhà ngươi biết ta còn phép thuật. Và còn... ta chính là thần chết. Đưa đi, hãy coi lại phép thuật của ta đây. Ta sẽ dùng tử khí của ta biến nhà ngươi thành cây nước đá. Sao ngươi có thấy ngươi lạnh chưa? Gân cốt nhà ngươi đông đặc hết chưa? Máu nhà ngươi đông luôn thấy chưa? Ngươi có thấy không? Ông nội này giỡn dai dễ sợ luôn. Nghĩ sao rồi thì Viên phép thật trời đông thành nước đá. Coi phép thuật của ta đây. Ông có thấy lạnh trong người chưa? Ông có thấy người ông đông cứng chưa? Ta thấy rồi. Thấy chưa? Thấy phép thuật của ta không? Ta lạnh quá, ta lạnh quá. À, người đi ra, người đi ra. Để ta luyện lại. Hình như phép thuật ta đi lộn rồi. Bởi vì thần chết làm việc quá tải. Do đó tải phép thuật cũng sai chỗ, ta bị lạnh quá. Đợi ta, đợi ta. Cái gì vậy? Múa hả? Múa hả? Đúng. Ta múa ra ta thư giãn để cho phép thuật trở về với ta. Rồi, ta thấy được rồi. Bây giờ ta trở về chưa? Trở về chưa? Trở rồi. Trở rồi phải không? Đi ra ngoài khỏi nhà đi. Ngươi thấy lạnh chưa? Lạnh chưa? Người tin chưa? Người tin chưa? Lạnh chưa? Lạnh quá. Lạnh quá. Người đứng lại. Dạ ông là... Ta là thần chết. Ông là thần chết. Ờ. Ông ơi. Cái gì? Ông ơi. Không lẽ... Không lẽ con chết hả? Người chưa có chết. Ta có phép thuật như vậy đó. Ta còn nhiều phép thuật để chứng tỏ ta là thần chết. Không, không, con không thể nào chết được. Đứng lại. Ông ơi, con người con cứng ngắc rồi. Đó là phép thuật của ta đó. Không những ta sẽ làm cho nhà ngươi đứng lại một chỗ cứng ngắc như vậy, mà thậm chí ta có thể làm cho nhà ngươi lui được. Lui. 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 Ôi trời, lộn rồi, lộn rồi. Tới, tới. Tới, trời ơi, phép thuật ta lại lộn nữa rồi. Đứng lại. Ngươi tin chưa? Ông dạy phép thuật đi. Dù có lộn mà phép thuật vẫn còn hiệu nghiệm, ngươi thấy chưa? Ông ơi. Gì? Ông thiện là thần chết phải không? Đúng. Ông ơi, ông tha cho con đi, con chưa có muốn chết đâu. Hãy yên tâm, ta đến đây không phải bắt với vàng ngươi chết. Mà ta đến đây để nhà ngươi giúp cho ta một việc. Ông đừng có nói giỡn chơi nha. Con người phàm làm gì có thể biết được công việc của ông đâu mà giúp ông. Ta cho ngươi biết, có phải là hiện giờ ngươi đang nghiên cứu về môi trường và tìm biện pháp ngăn chặn đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì sao ta biết, ngươi biết không? Dạ sao vậy? Bởi vì ta là thần chết, nên cái gì ta cũng biết hết. Dạ. Nhất là cái chết ta cũng đều biết trước hết. Dạ thì đúng rồi, thần chết phải biết cái chết là cái chính chứ. Nè, hôm nay ta đến đây, ta nhờ nhà ngươi giúp đỡ cho ta. Và nếu nhà ngươi muốn sống lâu thì chính bản thân nhà ngươi phải giúp ta, và nhà ngươi sẽ giúp cho mọi người sống lâu hơn nữa. Con đâu có hiểu gì đâu, tự nhiên ông kêu con giúp ông, con đâu biết việc gì của ông đâu, con giúp ông đại khái là chuyện gì, tự nhiên ông kêu con tự cứu con, tự cứu mọi người, giúp mọi người, sao con không hiểu? Nhưng ta biết ngươi làm được. Nếu ngươi làm hết sức mình thì chính bản thân ngươi sẽ sống, mà tất cả mọi người xung quanh ngươi sẽ sống chung với nhà ngươi, ngươi có biết không? Dạ. Đây. Thì biết đây là gì không? Dạ, nhưng thần chết cũng phải làm bản thuyết trình nữa hả? Thuyết trình cái đâu cho ngươi đó. Dạ. Cái này hồi đó người ta gọi là sổ sinh sản. Hả? À không. Ta lộn. Sổ này gọi là sổ sinh tử. Dạ. Bây giờ nó không còn là sổ sinh tử nữa,
mà nó đã biến thành sổ tử. Sổ tử hả? Còn sổ sinh thì ta đã được cập nhật vào đây rồi. Trời, sao cái sổ tử thì bự chà bá à, còn cái sổ sinh một chút xíu vậy hả? Ngươi biết tại sao không? Dạ, tại sao? Bởi vì loài người chết nhiều quá, chết với một tốc độ chóng mặt, chết với một tốc độ kinh hoàng, chết mà giống như là mua vé đi tàu siêu tốc để tới tốc hành Diêm Vương. Trời ơi, đó, nhiều người chết. Chết vì sao? Chết vì từ trong bụng mẹ mà mẹ sống trong môi trường ô nhiễm, cuối cùng lại chết. Rồi chết tất cả mọi thứ vì ăn trúng những đồ độc hại. Vì vậy sổ tử ta phải cập nhật triền miên, liên miên, nhiều quá ta muốn phát điên. Dạ. Còn sổ sinh thì ôi, có đôi khi thèm ăn cá rô phi. Ủa, sổ sinh là ghi vô mấy con cá rô phi hả thằng Cát? Không, có nghĩa là đôi khi mới có người sinh, còn toàn bộ đều là người tử hết. Dạ. Vì vậy ngươi có biết ta cực khổ lắm không? Dạ. Ta cực khổ lắm không? Vì vậy nhà ngươi phải giúp cho ta. Dạ. Đừng để loài người chết nhiều quá, ta cập nhật vô đây nhiều quá. Thậm chí là sổ sinh tử ở dưới kia kìa, Diêm Vương kia ghi cũng còn sai nữa, phải sửa chữa liên tục. Ngươi phải giúp cho ta. Dạ, nhưng mà họ là những ai con không có biết, người ta là sao mà tại sao tự nhiên tới số lẻ quá cứ nằm vô cái sổ này hoài vậy? Được rồi, ta sẽ giải thích cho nhà ngươi biết. Nếu con người chết đúng lúc, đúng tuổi, đúng nơi, người ta gọi là tới số. Đúng. Còn chỉ có người mà chết oan uổng, chết không đúng thì không phải là chết đúng số. Dạ. Chúng tới số. Dạ. Vì vậy á, linh hồn của họ không được siêu thoát, họ sẽ chất dưỡng gầy đêm ở dưới đó, không có đầu thai. Vì vậy thần chết chúng ta làm việc quá tải, ta phải đưa họ đến mà không có chỗ nào đến hết. Dạ. Họ không có nơi nào ẩn hết. Dạ. Vì vậy họ quậy phá tùm lum hết. Thậm chí dưới kia quỷ sứ cũng làm việc quá tải. Dạ. Vì quá nhiều oan hồn chết đó. Mà âm phủ thì không thể tăng lương được. Bởi vì sao? Vì bởi sao? Vì tình hình thị trường nè, tài chính nè, đó nó ha, ha, ông ơi, con hiểu rồi đó. Hiểu gì? Ông đừng nói Diêm Vương thiếu người, kêu con xuống dưới con làm quỷ sứ ha. Lúc đầu ta cũng nghĩ vậy, ta nghĩ là nên bắt nhiều người chết, mà những người mà giỏi nhà ngươi xuống để làm quỷ sứ để giúp ta cai quản. Nhưng ta nghĩ lại, loài người chết quá nhiều, một mình ngươi xuống thì cũng chẳng làm được gì hết. Thôi thì ta cầu xin nhà ngươi hãy giúp ta, hãy giúp đừng để loài người chết không tới số mà chết nữa, đừng để họ chết oan uổng nữa. Ngươi hãy giúp ta, ngươi phải có biện pháp ngăn chặn lại giùm ta. Không, con mệt quá à. Sao người nào cũng kêu con giúp mà hết Tiên Hoa giúp, rồi Hà Bá giúp, rồi giờ thần chết lên kêu con giúp. Người nào cũng nói là môi trường, người nào cũng kêu con giúp hết, còn biết cái gì đâu mà con giúp. Ngươi không biết à? Ngươi đang nghiên cứu môi trường mà ngươi không biết cái gì à? Còn nghiên cứu không nghiên cứu thì con có biết gì đâu. Quanh năm làm đủ suốt tháng, làm sao mà biết cái gì đâu mà cứu. Ngươi thấy nè, tại sao họ chết? Bởi vì môi trường ô nhiễm nhiều quá mà họ chết. Nhiều lúc họ ăn trúng đồ ăn độc hại do các người gây ra mà họ chết. Nhiều lúc những đứa trẻ đang ở trong bụng mẹ ăn trúng đồ độc hại, bị ăn trúng những cái đồ mà tưới lên, tẩm lên những cái chất độc, và người mẹ ăn vô, và đứa con trong bụng nó không hề biết gì, vậy mà nó cũng chết nữa. Ngươi có thấy thương tâm không? Ngươi phải thương những đứa trẻ như vậy, nó chưa được sinh ra mà nó đã chết. Vì ai? Vì môi trường này, vì các người đã gây ra. Vì vậy ngươi, ta đã nói cho nhà ngươi biết hết rồi. Vì vậy ngươi phải giúp ta, phải nói tất cả mọi người phải giữ lại, giữ môi trường trong sạch lại. Con không tin. Ông đừng có ý là ông thần chết, ông muốn nói gì ông nói nha. Con không biết gì về môi trường đó, mà một mình con không thể nào mà bảo vệ hết được môi trường đâu. Ông đi tìm người khác đi. Con không có tin, con không tin. Ông đi ra ngoài, ông đi đây đi. Người đứng ra đi. Không phải một mình nhà ngươi mà nghĩ rằng một mình nhà ngươi giữ môi trường là không được. Ngươi phải nghĩ rằng
Một người, từng người, ai cũng có nhiệm vụ giữ môi trường thì nơi này sẽ sạch hơn, sẽ đẹp hơn và các người sống lâu hơn. Còn nếu không, tại đó cho người biết, ở tại đây, người hãy nhìn đi. Cái môi trường chính chỗ nhà ngươi đang sinh sống đây, nó sẽ ảnh hưởng cuộc sống của nhà ngươi, sức khỏe nhà ngươi. Nhà ngươi sẽ chết rất là nhanh. Ta nói cho nhà ngươi biết một điều này. Nhà ngươi không được quyền nói cho tất cả mọi người biết. Vào năm 2012, tất cả loài người sẽ bị chết gần hết. Còn một số sẽ bị bệnh tật và cũng sẽ chết dần chết mòn, mà không một liều thuốc nào có thể chữa trị được, và không một bác sĩ nào có thể chữa trị được. Bởi vì lúc đó bác sĩ cũng bệnh hoạn, cũng không chữa cho mình được thì làm sao chữa cho các ngươi được. Lúc đó trái đất này sẽ bị hủy diệt, hành tinh này sẽ trở thành hành tinh chết, bởi vì môi trường của các ngươi đã gây ra. Không, con không tin, con không tin. Con không tin đâu, con nghiêng đầu quá. Người phải cứu ta. Con nghĩ nó đừng chết. Sổ tử của ta lại nhịp lên rồi. Là có người chết nữa rồi. Có người chết nữa rồi. Ta quá tải. Nếu ta là thần chết mà ta quá tải, ta lại chết nữa, thì còn ai, ai cái làm thần chết trên cõi đời này nữa. Đợi ta chút, đợi ta chút, ta sẽ đến liền. Ta sẽ đến liền, ta sẽ đến liền. Còn thấy ta? Còn. Ông đang đứng luôn đó. Chẳng lẽ làm gì quá tải mà phép ta cũng quá tải mà không biến hóa được. Thôi thì ta đi bằng xe tải thôi. Không hiểu gì hết. Tự nhiên người nào cũng kêu mình cứu. Thôi mệt quá. Tôi không hiểu. Không được. Mình phải làm gì đây? Phải làm gì? Phải làm gì để cứu mọi người? Và cứu cả bản thân của mình nữa. Đúng rồi. Phải dọn sạch sẽ môi trường.